chó mừng rỡ như muốn khóc khi thấy cô chủ đi làm về. Như này mà bảo sao không về sớm hả các bác? Đi làm mà biết ở nhà có người chờ mình, mong mình thì thật là hạnh phúc đúng không? Đây là bé gấu nhà mình khi mình đi làm về đây ạ. Chưa kịp mở cửa ra là đã nghe tiếng nó ở trong rồi. Nghe rồi. Vừa kéo cửa ra một phát là nó nhảy lên người mình làm nũng luôn. Có lẽ là nghe tiếng xe từ xa rồi nên lại gần cửa chờ sẵn đó. Chắc là chờ lâu lắm rồi đây. Mặt trông vừa dỗi mà vừa mừng nên là nhõng nhẽo lắm. Kêu như muốn khóc tới nơi rồi vậy á. Sao giờ mẹ mới về? Gấu nhớ mẹ lắm. Mừng gì mà quấn quýu hết cả lên, tay chân loạn xạ. Đây rồi, về rồi, đi làm về rồi đây. Mà mấy sen cũng công nhận không? Mình mà gặp tụi nó là giọng khác liền. Mình đồ này, nghe có ngoan không? Tự nghe lại cũng không nhận ra mình nữa. Đặc quyền này là chỉ dành cho con cưng thôi nha. Giọng mình bình thường lớn tiếng lắm, ai nghe cũng sợ. Nhưng mà kêu con cưng là y như rằng ấm áp và yêu thương vô cùng. Bởi mình thì có nhiều người quan trọng ở bên cạnh, nhưng các bé chó thì chỉ xem chủ của mình là quan trọng nhất thôi. Thế nên hãy luôn yêu thương các bé nhé mọi người. Cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh Yêu Lu. Nhớ ấn đăng ký kênh để xem thêm các video hay tiếp theo nhé.